Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, cuộc sống dần ổn định, phú quý sinh lễ nghĩa, người ta ai cũng cần đến danh dự, danh tiếng, công lao, không chỉ nhân vật tham gia vào sự kiện lịch sử, mà còn vợ con, họ hàng, quê hương, vùng miền. Ai cũng muốn lịch sử phải chính xác, sáng tỏ và công bằng. Vì vậy mà cái tính không chính xác của người Việt đã gây ra sự lộn xộn và rồi lịch sử về ngày 30 tháng 4 cũng như cái kim trong bọc lâu rồi thì cũng phải lòi ra. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nguyên nhân của sự ồn ào quanh sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 1975 của nhà văn Đông La. Đầu tiên, bà xã hỏi tôi, tại sao chuyện về ngày 30 tháng 4 lại lộn xộn thế? Tôi đã trả lời rằng, tại cái nước mình nó thế, bản chất nông dân ngấm vào ADN rồi, nên rất nhiều cái không chính xác. Sau 30 tháng 4, vì cuộc kháng chiến hy sinh quá lớn lao, được sống đã là quá may mắn, là phần thưởng quá lớn rồi. Sau đó đất nước lại quá khó khăn, viện trợ ở cả hai miền Nam Bắc bị cắt, chiến tranh biên giới lại nổ ra ở hai đầu đất nước, nên không ai coi trọng chuyện ai vào dinh trước hay sau. Ai bắt, ai thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh. Còn với quân đội, cuộc kháng chiến dựa trên tinh thần hy sinh cá nhân cho chiến thắng chung, nên chuyện ngày 30 tháng 4 cũng cần có sự hy sinh vì sự thật của cá nhân để những trang viết về ngày 30 tháng 4 cho gọn, cho đẹp. Ông Thận cắm cờ thì để xe ông Thận vào trước luôn. Ông Tùng cao cấp nhất trong sự kiện 30 tháng 4 thì ghi hết việc làm cho ông ấy. Nhưng rồi, cuộc sống dần ổn định, phú quý sinh lễ nghĩa, người ta ai cũng cần đến danh dự, danh tiếng, công lao. Không chỉ nhân vật tham gia vào sự kiện lịch sử, mà còn vợ con, họ hàng, quê hương, vùng miền. Ai cũng muốn lịch sử phải chính xác, sáng tỏ và công bằng. Vì vậy mà cái tính không chính xác của người Việt đã gây ra sự lộn xộn. Và rồi lịch sử về ngày 30 tháng 4 cũng như cái kim trong bọc, lâu rồi thì cũng phải lòi ra. Nhưng rồi, anh Bùi Việt Hà lại chuyển cho tôi đường link đến cái video của lão cựu chiến binh Bùi Văn Quệt. Ông đã nói ra một thông tin rất quan trọng, đó là ngay tháng 12 1975, quân đoàn 2 đã họp tổng kết có mặt đầy đủ Bộ Quốc phòng, quân đoàn 2, các đơn vị trực thuộc và cả nhân vật Bùi Tùng và Phạm Xuân Thệ. Cuộc họp đã kết luận đúng như sau này Phạm Xuân Thệ nói, tất cả ông Bùi Tùng và những người binh vực ông ấy là sai. Vậy là tôi đã nghĩ sai về tính chính xác của người Việt cho quân đoàn 2. Nhưng sao ông Tùng lại dám to gan thế, dám tự nhận hết công về mình, ngược với kết luận của quân đoàn? Và tại sao ông Thệ sau 10 năm mới lên tiếng? Ai là nhà báo phỏng vấn ông Thệ đầu tiên và đưa sự thật lên công luận? Tôi nhớ tới một người, không dám nhận rất thân mà là rất quen với tôi, là đại tá nhà báo Đào Văn Sử, nguyên đại diện phía Nam của báo Quân đội Nhân dân. Tôi nhớ ông Sử đã viết bài về ông Thệ. Ông Sử còn tặng tôi cuốn sách Đến Tận Cùng Sự Thật, có bài đó, tiếc là tôi chưa đọc, còn cuốn sách thì tôi lại cho mượn mất. Tôi đã đi tìm, lấy lại cuốn sách, tôi đọc kỹ bài ông Sử viết về ông Thệ và không ngờ rằng chính ông Sử lại là nhà báo đầu tiên viết về chuyện ông Thệ trong ngày 30 tháng 4 1975. Vậy ông Sử cũng là người khơi mào cho chuyện ồn ào xảy ra quanh chuyện ông Tùng, ông Thệ. Nhưng có một chi tiết, ông Sử viết làm tôi băn khoăn. Lý do ông Thệ im lặng sau 10 năm là do ông không muốn mang tiếng tranh công và không dám nói ngược với kết luận đã được văn bản hóa của lãnh đạo quân đoàn. Như vậy, ông Sử đã viết ngược với thông tin của lão cựu chiến binh Bùi Văn Quệt và cũng ngược luôn với thông tin của Viện Lịch sử Quân đội vì họ đã dựa vào lịch sử đã thành văn của quân đoàn 2 công nhận lời của ông Thệ là đúng. Lúc này, tức ngày hôm qua, tôi mới gọi cho ông Sử. Ông Sử trả lời thắc mắc của tôi. Ông Quyệt nhớ nhầm. Như ổng nói đại tá Trần Đăng Khoa đó. Trần Đăng Khoa có đại tá đâu. Hồi tháng 12 1975, quân đoàn 2 họp ở Thủ Đức đã thống nhất anh Thận cắm cờ thì xe 843 là xe đầu tiên, còn xe 390 rắc rối là xe của Trung Quốc, nên có thắc mắc gì thì cũng thôi, vì sau đó Trung Quốc nó lại đánh mình. Quân đoàn cũng kết luận ông Tùng làm hết vì ông Tùng cấp cao nhất lúc đó. Cuộc họp đó chỉ có ông Tùng được dự, ông Thệ mới là đại úy có được dự đâu.
mấy người tham gia cùng ông Thệ còn thấp hơn thì làm sao mà dự được. Thế mới rắc rối. Thế sau đó, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam lại dựa vào lịch sử đã thành văn của quân đoàn 2, kết luận ông Thệ đúng nghĩa là sao? Là thế này, sau khi tôi đăng bài lên báo Quân đội Nhân dân, thì đại diện quân đoàn 2 đã đến báo tôi gặp tổng biên tập là Thiếu tướng Trần Công Mân phản ứng, yêu cầu đính chính vì báo viết khác với tài liệu lịch sử của quân đoàn, đề nghị kỷ luật tôi đưa thông tin sai. Ông Mân nói với tôi, mình tin vào lời cam đoan của cậu và thấy nó logic, nhưng nếu cấp trên điều tra thấy cậu sai là phải bị kỷ luật đấy. Rất may, ban bí thư đã cho người điều tra và thấy mình đúng. Quân đoàn 2 đã phải sửa lại lịch sử quân đoàn cho đúng với sự thật. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã dựa vào cái đã sửa này. Hồi ấy, ông Thệ là trung tá. Sau chuyện bài báo của tôi, ông ấy đã được cử đi tham dự Festival Thanh niên Việt Xô ở Moscow cùng với chị Võ Thị Thắng mà. Nhưng thông tin quân đoàn 2 sửa lịch sử ít người biết. Báo chí sau đó thì chỉ ghi lời kể của anh Thệ, nên người ta mới thấy nó mâu thuẫn lời ông Tùng. Vì thế Bộ Quốc phòng lại giao cho Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam nghiên cứu và 19 tháng 10 năm 2005, Viện mới tổ chức tọa đàm có đủ ông Thận, ông Tùng, ông Thệ và những người cùng nhóm bắt ông Minh như ông Phùng Bá Đam, rồi nhiều nhân chứng khác như ông Hà Huy Đỉnh. Đối chất giữa nhóm ông Thệ với ông Tùng cũng căng đấy, nhưng ông Tùng nói không hợp lý. Người chất vấn đầu tiên không phải nhóm ông Thệ mà là ông Hà Huy Đỉnh, một nhà báo cũ ở Sài Gòn. Ông Đỉnh hỏi, xin hỏi ông Bùi Tùng, ông sang đài phát thanh bằng xe gì? Ông Tùng lúng túng không trả lời. Ông Đỉnh tiếp, chính là xe của tôi. Tôi cho ông quá giang đưa ông sang đài sau ông tướng này, Phạm Xuân Thệ. Ông không nên nói sai như thế. Ông Tùng đã im lặng. Cuối cùng buổi tọa đàm đã kết luận anh Thệ nói đúng. Ông Tùng lúc đó im lặng, nhưng sau lại đi nói là Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam thiên vị anh Thệ. Cuối năm 2006, đài HTV lại phát bộ phim tài liệu Bên vực ông Tùng. Ngày 12 tháng 6 năm 2007, đoàn cán bộ của Tổng cục Chính trị đã làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về bộ phim này, có mặt ông Huỳnh Văn Nam, giám đốc đài và nhiều người có chức trách liên quan. Tôi cũng được mời vì viết về anh Thệ. Sau nhiều phát biểu phân tích, cuối cùng ông giám đốc đài nói là rất tiếc khi đã vội vã phát bộ phim mà không tham khảo ý kiến các nhà sử học quân đội nên đã có những sai lệch. Còn cái tờ giấy polia màu lục, anh Tùng viết lời chấp nhận đầu hàng của Dương Văn Minh, khi đọc xong, anh Tùng vo lại rồi ném vào góc tường. Cũng ông Hà Huy Đỉnh nhặt bỏ túi, anh Bùi Tùng nhìn thấy liền lấy lại xé vụn ra. Bản thảo hiện đang ở bảo tàng quân đoàn 2 là do anh Tùng nghe băng ghi âm chép lại. Điều này đã được anh Tùng và các nhân chứng khi về thăm bảo tàng năm 1990 đã nêu ra, và tháng 10 năm 2005 được các nhân chứng xác nhận lại. Ông Tùng không nói gì khác, chấp nhận. Còn bản viết của Dương Văn Minh đọc thì anh Thệ bỏ vào túi áo rồi đánh mất rồi. Vì vậy, nhà nước rất cần bản gốc viết cho ông Minh để đưa vào kỷ vật quốc gia, nhưng không có. Ông Tùng nhận là viết và có bản thảo nhưng lại đưa ra bản photocopy và nói mất bản gốc. Chuyện vô lý, mất gốc thì sao ông có bản photocopy? Vì nếu ông nói có bản gốc thì khoa học xem biết ngay là không phải viết từ 1975. Hồi ấy, các ông ấy sợ vì tự phát nên không biết mình làm có đúng không, có khi còn bị kỷ luật nên đã vứt mẹ nó đi, chứ đâu nghĩ có ngày đưa ra để nhận công. Như ông Thệ kể, khi đưa ông Minh về lại Dinh Độc Lập, ông Công Trang, phó chính ủy quân đoàn 2 còn mắng, anh là ai, ở đơn vị nào, ai cho phép anh tự ý đưa Dương Văn Minh đến đài phát thanh. Nếu anh làm sai, tôi cách chức anh, bỏ tù anh. Ông Thệ không biết ông Trang nên đã quát lại, tôi đưa Dương Văn Minh đi đọc tuyên bố đầu hàng, anh làm gì mà nhắn lên thế. Tuy nói vậy, nhưng ông vẫn rất lo, không biết mình làm đúng hay sai. Chỉ sau khi tướng Nguyễn Hữu An, tư lệnh quân đoàn 2, ôm ông chảy nước mắt xúc động, ông mới yên tâm mình đã làm đúng. Như vậy, qua bài viết và cuộc nói chuyện với ông Đào Văn Sử, cùng với sự tham khảo hàng trăm bài báo và video, đến nay tôi có thể tự tin nói mình biết khá rõ và đầy đủ về sự kiện lịch sử 30 tháng 4. Số sau tôi sẽ viết và tin là bài viết sẽ chăng
xử đầy đủ và rõ ràng nhất, và không phải viết để gió cuốn đi. Tôi với tư cách một cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, với sứ mệnh của một nhà văn, tôi sẽ biên tập lại các bài về 30 tháng 4 gửi cho các nơi liên quan, cũng là để chỉ rõ hơn những người bên ông Tùng chửi ông Thệ sai như thế nào. Buồn cười ở chỗ, các nhà trí thức ở ta nay coi đạo Phật như cái mốt, khi nói hoặc viết, thỉnh thoảng lại chêm những từ như nghiệp, quả báo vào, nhưng lại hoàn toàn không sợ khi cố ý nói sai, nói xấu.